đi. Yeah, tốt quá mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn con kỳ nhông mà mình mới bắt được. Đây mình vừa bắt được thôi, nó còn thở nè. Rồi mình trồng qua cổ nó, mình giật một cái. Sau khi mình để đó khoảng mấy tiếng đồng hồ, mình quay lại thì mình thấy nó như thế này đây. Nó đang chui ra tìm cách trốn nha các bạn. Rồi mắc kẹt ở đây không thể ra được mà cũng không thể chui vào lại được nữa. Tại vì da của nó rất là sần sùi. Lớp vảy đó thì nó chỉ chui ra thôi chứ nó không thể chui ngược lại được. Nó sẽ tróc vảy. Bây giờ mình sẽ giúp nó thoát ra nha các bạn. Để nhẹ nhẹ một chút, sợ nó bị tróc lớp vảy. Không thể nào thoát được. Hồ rất là hung dữ. Để từ từ thì nó cũng vô thôi các bạn. Các bạn đè lớp vảy của nó vào, đừng có cho nó tróc ra. Đầu xuôi nhưng mà đuôi không lọt nha. Đó. Này mà các bạn đưa tay vào là nó tọt một phát liền luôn. Các bạn có sợ tắc kè không? Kỳ nhông, tắc kè, thằng lằn. Mình thì mình cũng khá sợ, nên mình đâu có dám sờ nó đâu. Các bạn thấy mình toàn lấy cây để kéo kéo không? Mình thích mấy loại bò sát nhưng mà mình không dám đụng, chỉ dám nhìn thôi. Con này nó rất là hung dữ nha các bạn. Rồi, sắp được rồi. Nó cũng muốn chui nhưng mà cái đầu nó bự quá. Nó không xuôi chiều quá. Nên bây giờ nó chui vào không được. Rồi, được rồi các bạn. Hoàn thành. Mình sẽ nuôi thử nó, mình nhốt thử nó xem có được không. Kỳ nhông này thì mình thấy nó cũng ăn trái cây. Rồi ăn mấy con vật nhỏ nhỏ, côn trùng rồi. Đây không biết là lần thứ mấy mà mình phát hiện là nó chui đầu ra nha các bạn. Nên mình quyết định là đem thả nó các bạn ơi. Chứ
chứ nó cứ chui ra chui vào như vậy rồi trầy trụa đầu hết trơn. Mình nuôi không được nên mình đành thả thôi. Nếu mà có điều kiện thì nuôi nó trong cái hồ hồ cá bằng kiến, mình nghĩ là cái đó chắc có lẽ là nuôi được. Đây nè, cái đầu của nó bị trầy hết các bạn thấy không? Tự chui đó. Chóc vải hết luôn. Cái bụng của con này rất to nha các bạn, không biết là nó ăn cái con gì hay là nó đang sắp đẻ có trứng ở trong bụng nữa. Lần sau thì mình sẽ đầu tư một cái hồ, để cái hồ như hồ cá vậy đó, để mà bỏ đất đá vô tạo môi trường sống tốt hơn cho nó. Chứ cái lồng chim này cơ bản nó không chịu được, nó cứ kiếm đường bò ra hoài. Bụng to lắm các bạn. Đây là ngày thứ hai mình nuôi đó đó. Mình sẽ sờ thử. Cái bụng con này nó to mà nó to bất thường luôn. Mình nghĩ chắc con này là con cái quá. Sẽ sờ nó đại, nó mềm mềm mà nó nhám nhám các bạn, thấy cũng hơi ghê ghê tai. Khó quá các bạn, mình vừa đẩy lên thì đẩy xuống thì nó lại chui lên nữa. Nó các bạn thấy không, vẫn còn rất là dữ. Không được rồi, chiều này là không được, cái đầu của nó rất là cứng, không thể nào chui được. Mình nghĩ là chắc phải xoay lại quá, để mình thử xem. Không được rồi. Thôi rồi, bây giờ mình thả nó luôn nha các bạn. Nuôi không được thì thôi mình thả, chứ mình bắt nhốt nó hoài thấy tội nghiệp nó quá. Mà nó không chịu ra nữa, không biết đường ra luôn. Đi ra. Nó vẫn muốn chui đầu vô cái lỗ kìa mấy bạn. Đây, đây. Thật sự bắt nó mình cảm thấy nó hơi ghê tai một chút. Rồi. Đó, bò đi đi. Nó mệt quá, nó bò hết nổi rồi hay gì á các bạn. Nằm im re luôn. Rồi đi đi. Lần sau mình có nuôi thì mình sẽ rút kinh nghiệm ha.
Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo của mình nha.